phải làm tế đó, cái chùa đó chùa phải làm tế đó. Thì nói như vậy ông có làm được không? Ông nói làm được. Thì mới kêu chúng tử á, chúng Phật tử đó mới đốt cái chuông. Đức Phật thầy úp lên như này, ông tụng như thế này nè. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha. Nam mô A Di Đà Tất Đàm Bà Tỳ A Di Đà Thì Ca Lăng Đế A Di Đà Thì Ca Lăng Đa Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nghe tụng và tụng kinh giảng sanh trốn chết luôn á. Không có chết. Và chư quý đồng đạo, thì đoàn chúng ta đã đến đây, đến cái chùa Thái Sơn, cũng là cái nơi mà Đức Phật thầy Tây An để lập cái trại ruộng, và đồng thời như vậy cho tín đồ có nơi tu hành. Thì ngày xưa đó, Đức thầy chúng ta, thì Đức Phật thầy ra đời đó, thì tại cái làng Đồng Sơn, Chánh Vĩnh Thanh, và sau cùng đó là đưa lên ngài lên Châu Đốc, rồi đồng thời như vậy là tới cái chùa là Tế An Cổ Tự. Đức Phật thầy không chịu, cho nên Đức Phật thầy lập cái trại ruộng ở đây mình lễ bái, và xong đàng hoàng chút nữa tôi sẽ kể cho quý vị qua những di tích cần thiết. Rồi đồng thời đứng trước ngôi Tam Bảo, kính mời quý vị thân và tâm trang nghiêm hướng về bàn Tam Bảo đồng xá ba thế, và có vị trí xin quỳ chắp tay hương dương lên trán thành tâm nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quang Cửu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bãi Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lãnh dữ, quy theo mấy ngày tu nguyện theo Phật đạo. Kính mời quý vị sát nhà đứng dậy. Sa một sa mời đại diện cấp hương. Cảm ơn xong, kính mời quý vị xá và chắp tay vào ngực đọc tiếp. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Hộ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phổ Thọ, Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Má Tánh Vạn Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Kính mời quý vị xá và lại bốn đại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Xong bốn lại chính thức còn vậy. Xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Truyền. Hôm nay đến đây là cái thờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Du Di. Vậy thì kính mời quý vị thân và tâm trang nghiêm hướng về bàn Quan Thế Âm xá. Và ngồi xuống. Nam mô Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay là ngày 30 tháng 3 âm lịch. Chúng con, đoàn chúng con từ An Giang về đây để rồi trước lễ tính dịch đến Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhờ ơn Đức Quan Thế Âm Bồ Tát phổ độ cho thế giới được hòa bình an lạc, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, toàn thể đồng bào và nhân loại được vạn sự lành, khổ độ bá tánh vạn dân, tiêu tai thịnh sự, giải thoát phi ly. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính mời quý vị lại luôn cũng lại. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong đúng này. Sa bà sa. Xin mời quý vị xây dựng cái tròn bên quyên. Nơi là thờ kính của ngài để là cái đình thế cái chùa Thái Sơn để có nơi Phật tử đạo Phật để là lễ bái. Đồng thời đó thì hôm nay đứng trước Phật thầy, chúng ta thành tâm lễ nguyện cầu nguyện ơn Phật thầy gia hộ cho đoàn chúng ta đi đến nơi thành về đến chốn. Kính mời quý vị xá ba xá. Và cuối cùng quỳ xuống chắp tay lên phát nguyện. Nam mô Phật Tổ Phật thầy, quan thượng đẳng đại thần, chư quan thượng thần, chư vị sinh thần, chư vị nam non bãi núi. Hôm nay cảm ứng chứng minh hôm nay là ngày 30 tháng 3, cũng là ngày chúng con đi hành hương trước lễ Phật, trước đền của Đức Phật thầy. Chúng con thành tâm lễ bái cầu nguyện cho thế giới được mưa thuận gió hòa, toàn thể đồng bào và nhân loại được vạn sự lành, phổ độ bá tánh vạn dân, tiêu tai thịnh sự, giải thoát mê ly. Cầu Đức Phật thầy từ bi gia hộ. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời lại bốn ngày. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Xong đồng bốn ngày. Sa bà sa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu cuối lại cửu quyền thất tổ, ngõ đáp ơn báo bổ sanh thành. Nay con quy Phật tu hành, cửu quyền thất tổ lòng thành chứng chi. Lời Phật dạy từ bi bác ái, giả nhân từ quảng đại mở mang, hiếu trung con giữ dọn toàn. Từ đài chẳng dám lăng loàn như xưa, sao hưởng đặng phước thừa của Phật. Hồn nhẹ nhàng vượt khỏi tử sanh, nguyện đem công quả tu hành, cứu trong tông tổ giảng sanh liên đài. Về Phật quốc ngày ngày an lạc, cải giống dòng giải thoát lương trầm. Rồi đem đạo pháp quyền thâm, độ trong sinh chúng hết lầm hết mê, cả dạng vật đồng về Phật cảnh, chẳng luyến trần ngạo ảnh gạt lường. Nguyện cầu chư Phật mười phương, niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Đến mời quý vị xá và lại bốn lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Xong ngủ lại. Xá bà xá. Còn ai nữa không? Mời. Đến bàn thông tin. Đúng ra thì lại bốn hướng, nhưng mình chỉ lại một hướng thôi. Mình chắc xác vô có đọc bài quy. Kính mời quý vị xá bà xá. Và có vị trí xin quy. Chắp tay người lên tráng nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan trưởng thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bãi núi. Cảm ứng chứng minh nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lãnh giữ quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Kính mời quý vị xá. Mời các nhân lại để tự thương. Dương độ chúng thế giới bình an. Nam mô nhị nguyện cầu cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh. Nam mô tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường tấn long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng tây phương. Nam mô tứ nguyện cầu phá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê đi. Nam mô ngũ nguyện cầu Phật Tổ Phật Thầy từ bi xá tội đệ tử, tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả. Kính mời quý vị xá và lại bốn lại. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
cũng lại chúng ta đọc như vậy. Xá bà xá. Giờ xây vào bên trong. Kính lễ các quan thờ, trước khi kính lễ của quyền các tổ các ba xá. Kính lễ Quan Thế Âm Bồ Tát xá ba xá. Và kính lễ ngôi Tam Bảo xá ba xá. Kính lễ Đức Thầy Vô Vi xá hai xá. À, kính thưa quý vị, thì hôm nay thì thấm thoát á, tháng này cũng tháng 3, nó cũng hết tháng 3. Thì quý vị cũng đã thấy nơi cái vùng đất Địa Linh Sinh Nhân Kiệt, Đức Thầy mình cho biết thì trên Nam Môn dòng khủng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báu quý, tại sao báu quý? Thì sở dĩ đất nước Việt Nam chúng ta đó thì có 5 cái non. Cái là non ông cấm này là một cái non thứ nhất. Cái non ông bướm là non thứ hai. Non dồi thiên tế là thứ ba. Và đồng thời là cái điện cây quế là thứ tư. Như vậy thì cái dồi ông bướm là thứ năm. Vì trong đó năm dồi có 7 cái núi là Thiên Cẩm Sơn, rồi Anh Vũ Sơn. Anh Vũ Sơn là núi ông két lúc nãy mình đi lên đó. Và Phụng Hoàng Sơn tất nhiên là núi Tô, rồi Liên Hoa Sơn là núi Tượng, rồi Ngũ Đại Sơn đó thì núi dài năm giếng, và cái Thủy Đại Sơn là núi nước. Trong cái năm non và bảy núi đó, nó sanh Địa Linh Sinh Nhân Kiệt là đất nước Việt Nam chúng ta có là sông Cửu Long Giang, nó khế hợp với cái vùng Địa Linh Sinh Nhân Kiệt, cho nên sanh đất nước Việt Nam chúng ta có cái vùng Cửu Long, sông Cửu Long đó nó chảy ra chín nhánh là ra biển. Vậy thì giống với Ấn Độ bên kia thì thời Đức Phật Thích Ca. Đồng thời như vậy đó thì Đức Phật thầy ra đời thì đất nước Việt Nam của mình đó trước tiên là có đầu tiên là của ông Trần Nhân Tông khai đạo thiền. Đồng thời đó kế đến đó là Đức Phật thầy Tây An. Là hôm nay mình đến đây Phật thầy Tây An này. À, Phật thầy Tây An đó. Sở dĩ tại sao Phật thầy Tây An có đây? Ở vậy Đức Phật thầy Tây An hồi trước là sanh là ra đời tại cái trấn Vĩnh Thanh, cái đình Tịnh Tùng Sơn, quý vị chắc có đi Tịnh Tùng Sơn phải không? Đình Tùng Sơn đó là cái gốc tích phát tích, đồng thời đó là qua giờ dòng Sẻ Môn, qua cốc Công Kiến, bây giờ là cái chùa Phật thầy Tây An, thì thực tế đó cốc Công Kiến, đồng thời cái giáo lý nhà Phật đó được phát triển. Khi mà cái là người ta ganh tị rằng Đức Phật thầy là gian đạo sĩ, cho nên đó là mới dùng đủ cách để hãm hại, cuối cùng đó là được vua Tự Đức đó nó nếu thiệt là một người tu đó thì trở về Tây An tự Tây An cổ tự là tại châu đốc mình đó, để rồi là vào chùa ẩn tu hành. Đồng thời như vậy đó thì mình được cái tốt đẹp là nơi mà đó thì các vị sư đó người ta nói là nếu vào chùa thì phải cạo đầu, đồng thời như vậy đó rồi là phải xuống tóc quy y. Thì theo lời sách chỉ của vua Tự Đức đó thì cạo đầu, nhưng mà không có để cạo râu thì tự cạo râu không có được, cái bộ râu cũng còn dài, cho nên nói cạo đầu thì được mà cạo râu thì không có để này. Cuối cùng đã bậc thầy tể râu rồi là nếu bây giờ nó các nhà sư kêu ngồi liều phải ngồi liều bằng củ ngải diệp đó, ngồi nhà sư thì 3 liều 4 liều tới 6 liều tới thay kiết ma hòa thượng đó là tới 12 liều luôn. Như vậy thì Đức Phật thầy của mình á là nói thôi ngài ngồi liều chi cho mệt, bây giờ lấy cái chuông á, lấy cái chuông đồng gõ cúng đó, lấy cái chuông nướng đỏ đi úp trên đầu đi, rồi người nào là được mà còn sống á thì là được chức là việc trong chùa. Thì các ông sư mà phải làm tế đó, cái chùa đó chùa phải làm tế đó. Thì nói như vậy ông có làm được không? Ông nói làm được. Thì mới kêu chúng tử á, chúng Phật tử đó mới đốt cái chuông. Đức Phật thầy úp lên như này, ông tụng như thế này nè. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha. Nam mô A Di Đà Tất Đàm Bà Tỳ A Di Đà Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Tỳ Ca Lăng Đa Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nghe tụng và tụng kinh giảng sanh trống chết luôn á. Mà không có chết. Đi Đức Phật thầy ngồi tham thiền đó. Thì chị chùm lên rồi đó, khi mà mãn cái thời kỳ kinh đó dở ra thì ngài tóc rồi cũng không rụng, râu cũng không rụng luôn, cho nên còn sống.
rồi là đức mà các nhà sư ở trong chùa đó, đó trong chùa Phái Lâm Tế ở Tây An Tự đó, mấy nói là phải là cho ông làm chủ trì chùa, nhưng đó mà thầy không chịu. Đức thầy nói tôi thì có tín đồ tôi rất đông, là vì cái người cư sĩ tại gia không hà. Ngài là sanh trưởng thì tại cái làng Tòng Sơn, sau là cốc ông Kiến, rồi là bị triều đình từ Đức đó mấy là chuyển ông về là một nhà sư, thì nếu về nhà sư thì phải trở về chùa để rồi là làm một nhà sư, rồi phải thọ trì là tụng kinh giới luật, rồi đồng thời như vậy là phải ngồi liều. Cho nên Đức Phật thầy thì nói ngồi liều thì cực khổ quá, thôi bây giờ lấy cái chuông úp trên đầu đi, lấy nương nướng đỏ úp trên đầu đi, rồi ai còn thì người đó làm chủ trì. Thì cuối cùng là mấy nhà sư người ta không có dám, tôi nói hỏi ông làm được không, thì Đức Phật thầy làm được. Thì cái giả sự tích cái chuông mà úp trên đầu đó thì ở tại Vinh Quang Thẻ số 1 ha. À, có ghé Vinh Quang Thẻ số 1 thì sẽ thấy ở chỗ Vĩnh Hành đó chú. Ở Vĩnh Hành đó, Vinh Quang Thẻ số 1 là tại cái đăng vô đó. Dạ. Thì Đức Phật thầy khi mà tụng hết cái bài kinh cũng lâu, dở ra cái chuông nguội thì lấy hai tay bợ lên dở ra thì vẫn nguyên chân, vẫn có nguyên, không có mất một sợi tóc gì hết. Và đồng thời như vậy đó, các nhà sư Phái Lâm Tế đó, người ta rất là tôn trọng, người ta rất là sợ, cho nên đó là cho Đức Phật thầy đó làm chủ trì. Cho nên cái khi mà Đức Phật thầy gần viên tịch tới, Đức Phật thầy có trở về nên nơi cái chùa Tây An Cổ Tự đó, và đồng thời như cái ngày chết 12 giờ trưa dằm ngày 12 tháng 8. Như vậy thì có cái ngày, những ngày kỷ niệm 12 tháng 8 hàng năm đó thì được lễ cúng rất là đông, rất là đông. Nơi tại chùa là Phước Điền mình đây, hoặc là chùa Thái Sơn rất là đông. Còn ở trên đó cũng cúng, nhưng mà ta ít có tham quan nhiều, bởi vì đó là chùa Phái Lâm Tế. Còn bốn đạo thì lại cái chùa là Thái Sơn của mình để cúng bái. Thì đó Đức Phật thầy mới nói mới mở cái trại ruộng này nè, để trước thứ nhất là cho dân chúng để lo làm ăn làm ruộng, đồng thời thứ hai đó là có chỗ lễ bái, ngày dạy cho tín đồ học Phật tu nhân tại gia cư sĩ báo đáp tứ ân giữ tám điều quan cấm cũng như Đức thầy mình thôi, nhưng mà với điều kiện không có thờ hình tượng, có nghĩa là không có thờ tượng cốt. Đức thầy, Đức Phật thầy hồi đó cũng không thờ tượng cốt, để dạy cho học sinh, cho mọi người như hôm nay. Thì Đức thầy mình cũng vậy, Đức thầy mình nói ngôi Tam Bảo hay thờ trận đỏ tạo làm chi, những có cái hình đó là cái chí hướng của Đức Phật thầy. Mà đồng thời như vậy từ Đức Phật thầy chuyển lại Đức thầy mình, Đức thầy mới nói khùng thời quê ngủ núi Sam, còn điên chẳng có chùa am dưới này. Thì Đức Phật thầy tái sanh, hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm dắt dân sanh khỏi ái hà, tạo sát quỳnh danh thanh sát trẻ, chờ thời thiên định thiết hồng ca, là mượn cái xác của Đức thầy của mình để mà dạy một lần chót nữa. Cho nên lần này mà quý vị mình không tu đó ha, không ăn chay được đó ha, không làm phước được ha, không niệm Phật được, cái bệnh này tới nè, cái bệnh mầm này mới nói thì đó, nguy hiểm đó ha. Thì quý vị mình sẽ thấy vậy, thì gắng cố gắng để làm thế nào cho mình chống khỏi dịch Covid-19 theo cái lời của đảng và nhà nước, là mình phải mang khẩu trang, rồi phải cách ly cho tốt, rồi đồng thời như vậy làm thế nào để cho tốt cho quê hương xứ sở của mình, đồng thời như vậy đó làm hạn chế đi chứng bệnh dịch, và mọi người đều có cái điều kiện tốt lành, đem lại lợi cho nhân sinh, cho xã hội, cho quê hương của mình. Như vậy thì mình chỉ chia sẻ ngắn thôi ha. Vậy thì đến đây xin hết, chúc quý vị mình khi đi cũng như khi về được nhiều hạnh phúc và được thắng lợi trên con đường đạo hạnh, đồng thời quyết chí tu hành cho đến ngày thành công viên mãn, để đáp công thầy, trao thân phận gắn danh hiếu để thỏa dạ thầy nơi chốn mây rồng. Xin phép kính chào, Nam Mô A Di Đà Phật.